Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay bên mình sẽ tiến hành xẻ khúc gỗ cây đa mà hôm trước mình đã cắt. Và lượt xem của nó đã lên đến gần 1 triệu lượt xem rồi. Ngày hôm nay có thêm một chú nữa là cố vấn để xẻ cây gỗ này. Xin chào chú ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn cái cây múi khế này. Bây giờ nó được cẩu vào đây, phải sử dụng tới hai cái cẩu. Nhưng mà hôm qua mình nghỉ, hôm qua nó được cẩu vào đây, mà mình không được xem trực tiếp cái cảnh nó được cẩu vào đây, và cũng không được xem trực tiếp cái cảnh mà cái anh ấy sạt cho những cái múi khế nó đỡ đi để có thể vừa cái máy cưa này nhá. Cái máy cưa này là cái máy nhà mình mới đặt, nó có chiều rộng lên tới 1,75 m. Chính vì thế mà những cái đoạn múi khế không có phải sạt đi nhiều, chỉ sạt một tí thôi đã vừa máy rồi các bạn ạ. Đây cho các bạn xem này. Thực sự thì mấy hôm vừa qua là mình cũng hơi ốm một tí, nên thành ra ít khi lên được đến xưởng để quay trực tiếp cận cảnh từng chi tiết một khi mà cái khúc này được cẩu vào như thế nào. Nhưng mà theo mô tả là nó được đấu hai chiếc cẩu vào với nhau mới có thể cẩu được nó vào đến đây đấy các bạn ạ. Cái cây này lên tới vanh hơn 500. Một lát nữa cái cây này được xẻ ra thì mình sẽ quay những cái mạch cưa đầu tiên cho các bạn xem nhá. Bây giờ người ta đang căn chỉnh này. Đây là vẽ ra cái khung cảnh mà người ta vẽ ra để chuẩn bị xem xẻ được những cái gì nhá. Như các bạn thấy thì đoạn ngọn xẻ nó khá thành công rồi. Đoạn ngọn là đã xẻ được một đôi chiếu này. Và những cái hộp để làm chân sập. Đây cho các bạn gặp gỡ lại bác chủ của cây. Đây. Chào bác nhá, hôm nay xẻ cây gỗ chú ông may mắn nhá. Chúc may mắn. Rồi. Cầu trời may mắn. Cầu trời may mắn. Và bây giờ chồng ra thì bán vào cái khúc cũng mới tăng ạ. Vâng, chồng nó lên giờ đấy ạ. Rộng của nó rất là lớn luôn. Ba
Bác ơi, chiều ngang dự kiến của nó lên đến bao nhiêu hả bác? Chiều ngang ấy 1m1. 1m1 là cái tấm đầu tiên à? Thế còn rộng nhất có thể có rộng hơn được không? Rộng được hơn. Rộng được hơn à? Rộng nhất có được đến 1m2 không? 1m2 được đấy à? Hôm trước thì các bạn đã xem mình video lại cái đoạn ngọn rồi đúng không? Hôm nay là cái đoạn gốc rất là to luôn, rất là hoành tráng luôn. Còn cái cưa người ta đang thay vào đây này các bạn này. Đặc điểm của cái máy cưa này rất là thích nhá, nó có cái phần tăng cưa tự động. Đây là cái bộ phận tăng cưa tự động. Cái bộ phận tăng cưa tự động này thì không cần phải dùng tay mà dùng máy là được. Với một chiếc cưa to như này mà dùng tay thì sẽ rất là mệt. May mà người ta lắp cái bộ phận tăng cưa tự động ở đây. Đấy, bây giờ người ta sẽ tiến hành là thay lưỡi xong là sẽ xẻ cái cây này tiếp theo đấy. Không có, không là 25, 17, 12, 23 phân hình nha. Các bạn thân mến, sau hơn 1 tiếng đồng hồ xẻ ra thì đây là thành quả các bạn nhé. Đã được 2 tấm chiếu rất là dày luôn, dày tới 23 phân. Còn đây là cái phần mà không phải là chiếu thì nó cũng rất là đẹp luôn. Đây mình cho các bạn xem này, đây người ta xẻ huỳnh này với cả xẻ cái cửa này với cả xẻ khuôn này, thì những cái tấm gỗ của nó rất là đẹp luôn. Cái phần này là phần áp ruột một chút rồi đấy nhá. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đến cái phần chiếu này, người ta đang chuẩn bị dựng lên này. Các bạn nhìn thấy không? Tấm chiếu này với chất lượng thì mình phải nói rằng là chưa bao giờ nhìn thấy một tấm chiếu nào đẹp như thế này. Không tì vết, một màu vàng, lim vàng rất là đẹp luôn. Và tấm này dày tới 23 phân luôn nhá các bạn nhá. Nếu mà các bạn đang săn một cái sản phẩm chiếu khủng rộng 23 phân xin lỗi, dày 23 phân rộng tới 1m2 thì các bạn hãy liên hệ ngay với cả cái chú đang xẻ gỗ ở nhà mình đây nhá. Đây, đây là bác chuyên gia tư vấn xẻ đây, còn đây là bác chủ đây. Bác chủ ơi, bác có bán cái đôi chiếu này của bác không? Ồ, cũng hài lòng rồi. Có bán không? Nhưng mà có bán không? Nếu như mà các bạn video đang xem yêu thích cái sản phẩm này có bán không hả bác? Thì có bán, ai mua được một bộ bán được 2 bộ rồi. Chứ được 2 bộ rồi nên là sẽ bán 1 bộ đúng không? Thế cho cháu xin số điện thoại để người ta còn liên hệ đi ạ. Rồi, đến mai. Mai mới cho số điện thoại, hôm nay chưa cho. 038. Đây, số đây, cho cháu xin số. 038 4212 4212 898 898, ok, cảm ơn chú. Đây, bây giờ mình video lại cái quá trình mà người ta xẻ cái đôi chiếu này cho bạn xem nhá. Rất là đẹp luôn. Dày 23 phân và rộng được tới 1m2 luôn. Đây là đôi chiếu đầu tiên. Và cái phần mà chưa xẻ thì còn rất nhiều. Tức là cái phần tương ứng có sẽ tương ứng sẽ xẻ được ra chiếu là sẽ còn rất nhiều, nên là các bạn yên tâm. Đấy, người ta đang căn chỉnh nhé các bạn này. Bây giờ mình quay lại cái phần này cho bạn xem. Ban đầu ấy, khi mà mọi người nhìn cái khúc gỗ nó có mũi khế và cây đa như thế này ấy, thì chắc chắn rằng trong số các bạn sẽ lăn tăn rằng không biết là có nên xẻ không, có dám xẻ không, xẻ ra nó có an toàn không. Thì đến thời điểm này chúng ta mới có câu trả lời được, đúng không ạ? Đây, những cái phần mũi khế của nó nhá, được gỗ hết các bạn ạ. Các bạn có thể tận dụng làm rất nhiều thứ. Đây, chiếu đẹp không các bạn ơi? Còn cái phần ở bên dưới này còn rất nhiều gỗ nữa. Và tương lai chả sẽ còn xẻ được thêm 2 đôi nữa các bạn ạ. Đó, nhớ xem tiếp video của mình nhá. Bởi vì là một lát nữa người ta xẻ thêm, mình sẽ lại video thêm các bạn nhá. Còn đây này, cái cây này nó rất là nạc ở cái chỗ là kể cả những cái phần mũi khế này nó vẫn có lõi này, nên là các bạn vẫn có thể tận dụng làm được này. Nên là càng mua thì càng lãi, không hề có lỗ tí nào luôn. Đây, còn một đôi nữa đây, chú ấy đang tính cho các bạn xem này. Đấy, một đôi nữa ở phần dưới. Rồi, bạn nhớ, yêu thích sản phẩm này, chú vẫn bán một đôi. Rộng được 1m2 luôn. Chú đã đọc số điện thoại rồi, nếu các bạn yêu thích sản phẩm độc nhất vô nhị này thì hãy điện thoại ngay cho các chú ấy trên màn hình nhá.